Xin chào, tôi dê đen. Tôi là dê trắng. Tôi sói. Chúng tôi sẽ xuất hiện trong câu chuyện Chú dê đen. Có một chú dê trắng đang đi tới một khu rừng để tìm ăn những chiếc lá non và uống nước suối. Bất chợt, một con chó sói ở đâu đi tới trước mặt, nó quát. Dê kia, mày đi đâu? Tôi đang đi tìm lá non và nước để uống. Thế chân mày có gì? Chân của tôi có móng. Trên đầu mày có gì? Trên đầu tôi có sừng. Thế bây giờ mày hãy trả lời tao, tim mày thế nào? Trái tim của tôi đang run sợ. Một chú dê đen cũng tới khu rừng để ăn lá non và uống nước suối. Sói đã ngồi sẵn ở đó. Thấy dê đen đi qua, nó quát hỏi: Dê kia, mày đi đâu? Tao đi tìm kẻ nào hay gây sự đây. Trên đầu mày có gì? Trên đầu ta có đôi sừng bằng kim cương. Thế bây giờ mày hãy trả lời tao, tim mày thế nào? Trái tim của ta đang mách bảo ta